Đây là cái chậu xương rồng của nhà mình. Hôm nay nó nở bông. Bà xã mình kêu mình quay giùm. Mình thấy rất là đẹp luôn. Đây trời ơi. Cái bông lung linh luôn. Đó, ui. Đẹp quá em ơi. Này nó được ba bông hả? Anh quay Còn gần gần. bông nó sắp ra nữa kìa. Anh quay gần gần nha. Còn bông sắp ra nữa. Này màu hồng phấn tím ha. Đâu, anh muốn cái này quay bên hướng này kìa. Được rồi, được rồi, được rồi, đừng qua nữa. Được rồi, đây. Cái củ này đây. Thì ra là bông này ha. Bự á, lại đi bự á. Đó. Đẹp quá à. Mình quay mình che, cố ý che nắng với lại không có che. Thấy cái bông nè, ui trời đẹp không? Nó bự, nó cao. Đây chuẩn bị ra thêm cái nè. Chân rồng trồng là chỉ được cái lúc này thôi. Là lúc nở bông đó. Còn bình thường thì không có gì. Để ngắm hết thôi. Ngắm rất là đẹp. Rất là đẹp. Màu pink, màu hồng. Ui giời. Quay một cái chậu đi. Đây, nó là một cái cây mà. Những cái cây con dưới này chắc cũng sắp nở bông luôn. Đây con em này chắc vài bữa nữa cũng nở giống như cây đó. Đây có mấy loại xương rồng khác nhau trồng chung một chỗ. Để mình lấy hết cái chậu rồi còn cái chậu xương rồng. Ui, đẹp không? Đẹp quá em ơi. Chụp hình nó lại cái. Cái loại sắn không biết có thấy được không, nó sống sắn dưới này. Còn cái này là quay không quá nắng ha, thì nó vậy. Ở đằng sau mấy cái xương rồng kia còn nó bông không hả em? Đằng sau mấy cái xương rồng kia còn nó bông không? Cái gì? Đằng sau mấy xương rồng kia còn nó bông không? Màu đỏ màu hay bông. Đi quay thử ra thẳng quay luôn. Hả? Đâu mà ra mà đứng kế vào chậu của bà coi. Cái bà bự cái nào. Nói chứ đẹp quá ha. Nói này nó dài cái gang tay luôn á. Ui trời coi nè. Có cái cây nãy mà ha, giống hai bình nói mới mình mới có không? Ở đâu chờ chút qua. Ở đây mình có ba cây. Nếu mà không biết nhìn nó thì tưởng nó là một. Bây giờ mình sẽ quay lại gần để mình nói cho nghe. Đây ba đứa con nè, chạy lung tung lên vườn. Tùm lum đồ, có thứ cây nữa nè. Em đẹp không? Thì bây giờ mình quay cái cây trên này trước đi. Thấy cây này ha. Là lá nó hơi sắn mà nhỏ nhỏ. Nhỏ 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 rồi xong mà nó có thụt dư trong giữa này. Còn cái màu nó thì không giống hơi vàng vàng cam cam vậy, đỏ đỏ nhỏ, ít ít hơn. Rồi còn cái thứ nhì là cái này. Cái này thì mình có lâu lắm này, mình đã cắt ra cái thân lớn, mình lấy cái đầu này mình trồng xuống lại nè.
Thì cái này đó nó chỉ có cái cong cong thôi, nó không có thịt dư. Cái cây này, cái cây này đặc biệt là nó không có thịt dư nào hết, nhưng mà nó được cái cong 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 nhìn cũng đẹp. Nhưng mà hôm bữa mình đi xong mình mới gặp cái này, bà xã mình, bà cũng thích quá mình mua luôn. Là có thấy cái gì không, nó nằm giữa hai cây đó, có nghĩa là nó đây này, cái cây này ở trong này có cục thịt dư. Nó đặc biệt là cái cong này nè, đó nó có cong ha, nó có cái tên lớn ha, muốn thấy không? Đây ha, đây là cái tên của nó nè, cái đó giống mới nha. Đó là nó đó. À, để nhét để đại ngoài đi mệt quá. Thì cái này đây ha, cho coi là ở trên này nè, nó khác nè, đó nhìn thấy hai cái nó mới so sánh được. Cái này thấy nó nhỏ không? Sắn nhỏ. Sắn nhỏ ha. Màu cái màu khác nha, cái màu này lợt hơn nha. Nói chung á là cái sắn này với sắn này là một nè. Đó là sắn lớn đó nè, thấy sắn không? Lớn nè, ha. Nhưng mà bây giờ nó đổi biến hai rồi, thành cái thêm cái này của cái thịt dư này ra. Đừng bỏ cây này thì mình có lâu năm lắm rồi. Nè, phu sinh. Còn cái cây này thì mới đem về đựng từng, chưa tưới nước nhẹ tên nào. Trời, tưới nước nó đi, nó héo bây giờ. Nhẹ tên hả, nó đổi màu. Phu sinh đẹp quá nha. Ha. Trời ơi. Nha. Cái này của US. Mỹ làm. Bentis làm á. Mỹ làm, người làm chứ không phải thiên nhiên. Mami, hãy đi hết rồi chứ. Cái thằng này thấy mệt quá, cái con đó. Người ta chẳng cây chẳng đó. Đây là em nó đây. Không có chịu con khác. Cây đang trồng cây, gãy cây nè. Đi tới cây đi. Rồi, bây giờ mình quay lại xa cho thấy ba cây. Đó. Cái này là ba em. Sẵn mình quay sơ cái này luôn. Cái này là sen đột biến Korea, mấy nhìn là biết đột biến nè. Hồi đó lúc mà vợ mình mua nó chỉ có một cái nhánh giống vậy thôi, trồng xuống giờ nó đựng đóng vậy đó. Là khoảng cái này bao lâu bà Lâm? Năm hơn không? Hơn năm. Hơn năm rồi, nó được nhiều vậy. Nó nhỏ xíu. Cái này nhánh thường. Nói chung bây giờ mình sẽ làm chỗ này đột biến hết đi chứ giờ. Mình nhiều cây đột biến. Đây là những cái cây thường mà bà xã mình định dỡ lên, mình quay sẵn, quay lại giữ làm kỷ niệm. Để bỏ trồng đột biến trong cái thùng này luôn. No. Đẹp ha. Nói chung mấy cây này đang tốt, mình làm mình cũng không biết là có nên lấy. Nè, nếu mà lấy ra là động, không đang suy nghĩ. Thấy đẹp không? Chắc lấy mấy nhỏ là chứ, không mấy cái này để nó lớn. Thì tại vì lấy là động rễ. Cây con nhiều lắm. Này mười mấy hai chục cây con đi. Đây luôn cây con dưới. Bên này cũng vậy nè. Mấy cái sen lên màu quá trời. Đây. Thấy cây con quá trời luôn nè. Đó, chung quanh đó. Đây. Cây này cũng vậy nè. Cả một cái đống cây con đây nè. Dưới này nè. Đây là hồng mà. Nhìn giống bông hồng. Cây này rất là đẹp. Ui, bánh bao lửa. Nhìn giống sen hơn, đâu giống bánh bao đâu. Đây. Cái cây này đẹp lắm. Ui. Lá mê chưa. Bên này sáng bây giờ để tôi qua tôi quay nó, nhưng mà sẵn đây tôi quay này luôn. Cái cây này đẹp không? Cái đó phải để lên cái phòng cao cho nó ngủ xuống. Cây này là đô la mà cái giống mới của năm mấy trước ấy. Hồi đó là mới. Bây giờ là cũ rồi nhưng mà rất là đẹp luôn, mình rất là mê cái chậu này. Lúc nào lá mới ra nó cũng vậy đó. Nó ra một thời gian không nó thì nó sẽ thành giống vậy, nó đổi màu giống vậy, có sọc. Hmm.
Còn bà xã mình đang nói là đây, cái này là cái loại bắp cải khác nữa, thấy đẹp không, thấy không, cái này rất, mình rất là mê. Ở đây là mình có một cặp nè, ở bên kia còn cây bên kia nữa. Hả? Còn đây đó, bà muốn bên kia làm giống bên này nè, là giờ là đột biến không, đột biến nè, đột biến nè. Cái này nè, hồi đó mình mua 40 đồng bạc, mình có quay cái clip mình cắt ra được làm 3 đó, 4 gì đó, nó xíu đó. Mình trồng tới bây giờ nó bự được rồi nè, cũng đẹp lắm. Nhưng mà trồng chừng nào mới bự, giống như cái mình mới quay trước đây là cái bên này, so sánh cả nhỏ. Này cũng của Korea nè. Nói chung là trong này đa số là đột biến không à. Đây cũng đột biến nè. Bên này cũng đột biến nè, bự lắm, thấy cái tay mình chút xíu à, mấy cái này bự lắm. Đây cũng đột biến, loại màu xanh thường, nhưng mà cũng không có ai, ai cũng có đâu. Đúng là mình quay đúng vậy, không ai có cái này. Cái loại này á, thì thấy có nhiều nè, là đó đó, là loại đó đó. Nó loại màu đỏ, tụi nó chơi cũng nhặt. Loại đó là có nhiều á, nhưng mà loại này á, loại chơi nó cũ thôi, nhưng mà ít người không thấy nha, ai có. Hình như là ít rồi. Ít có người thấy. Mình... hay là người ta chê không biết, chê đồ cổ không biết. Nhưng mà đồ cổ, nhưng mà nó rất là... Quên cái thằng nhà. Đây cũng đột biến nè. Biến là đạn lớn, không dám đụng. Đột biến dưới nữa. Ở đây này là bả muốn để toàn đột biến không. Đây đột biến nhỏ nhỏ trồng để cho nó lớn lên. Anh nhổ cỏ, cỏ không? Đây đột biến nữa nè. Nè, cỏ lan lan lối rồi. Ăn luôn cây đột biến người ta. Ý là nó mất tiêu luôn. Đẹp không? Đẹp. Đột biến cái loại Erium này thì mình có nhiều lắm. Đây là một trong những cây của mình thôi. Ở dưới là bông của nó đó. Đây là mấy mẹ con đó. Buổi chiều mà trời nắng ấm ấm, có gió chút mát mát á, bỏ ra bỏ tưới cây, bỏ dắt đứa nhỏ ra ngoài chơi cho tụi nó thoải mái, không trong nhà hoài nó làm sùm. Còn cái thằng Henry á là chuyên môn luôn, cứ đi lấy đồ của mẹ nó bẻ với lại chơi đó. Cá thê té bây giờ. Cái cây quýt mình chừa lại một trái. Dạ, yeah, chưa ăn được con, nó chưa chín con. Hồi đó là xử hết, còn trái đó nó có trái con nó nhỏ để chừa lại. Người Tàu thì người ta nói là chừa cái đó lại là cho nó năm sau nó sẽ tốt hơn, có nhiều hơn, mình không biết, mình để thử. Thấy không? Đó, nó cầm con vịt có với lại sen đá đó, nó chơi vậy, đang hồi gãy hết. Rồi kìa. Trời ơi. Bông nào? Đang muốn nói bông này hả? Ôi, bông hồng đẹp quá ha. Ừ, nhiều lắm bên kia nữa kìa. Ôi giời. Ở sau nhà bên bông dung nở quá trời luôn ha. Đây. Đây nè. Đẹp quá. Khó nhấn chụp quá. Ấy à, ồ cây nhấn được kìa.
Đây bông hồng. Bông hồng nó nở bự hơn. Mà cây này là không xong rồi, hình như đang có rầy. Cây này mình cũng là thích loại này, mình cũng trồng luôn. Nó có mấy màu luôn, mà là kỳ này giờ nó ra có màu này thôi, màu tím. Nó có màu vàng, màu hồng, màu cam gì không. 10 giờ. Đó, 10 giờ chung quanh. Cây lụ cũng bông đẹp quá ha. Quá trời bông anh hả? Thấy không? Mình quay bông lụ cho coi, bông lụ đẹp. Thôi đại ca quay xuống đất luôn. Ngồi luôn à. Đại ca ngồi dưới đất luôn à. Biết. Nằm luôn rồi kìa. Biết, nằm luôn rồi thấy chưa? Trời. Mình gắn cái đèn năng lượng mặt trời kia đó, đó. Tối nó sáng đẹp. Rồi chắc là đi qua anh kêu quay bông đằng sau. Bye bye đi cho này. Bye bye ca thầy. Bye bye anh. Đây là bông hồng nhung. Quay chắc không đẹp đâu, tại mình để cái máy mày quay màu đỏ lúc nào cũng đẹp, nhưng mà thiệt sự màu nó ngoài rất là đẹp luôn. Giống như những cái người mà lớn tuổi bên Việt Nam mà hay bận áo màu nhung. Không biết tại sao cái camera không bao giờ quay được cái màu chính gốc của nó trong này. Cái giống này là hồi đó mắc lắm. Mình mua mười mấy năm trước mà một cái cây nhỏ khoảng tới hơn đầu gối mình thôi, và bán 100 đồng, 99 đồng cộng thuế. Rất là đẹp. Bây giờ là mình sang được ra 3-4 chậu gì rồi. Đây là bụi trúc của mình. Đây là bông hồng. Bông hồng này cũng đẹp. Trồng giữa nhà mình với nơi vợ. Thấy bông hồng nó cao hơn mình. Nó nở lắm. Trời ơi bức. Cái này nó nở là cả nguyên bụi, nguyên bụi. Con trai mình mê nước lắm, mỗi lần mẹ nó tới cây hay đi vòng vòng quậy. Kìa đưa ra cho nó xin nha, cho nó đụng miếng ngay. Đây, tưới sen đá. Ai có muốn biết tưới sen đá kiểu làm sao, coi này là biết. Tưới gì làm sao vậy?
bao lâu tới một lần? Mùa này nóng à. Mùa này nóng bao lâu tới một lần? Nhưng mà thường thường á, bà bao lâu mấy ngày bà còn sợi xì xì nó một lần? Còn mấy mùa khác? Có mùa 2 tuần luôn á. Có khi 3 tuần 4 tuần luôn. Đây. Con mình đặc biệt, đứa nào cũng mê nước, thích phá nước. Đi nó. Rồi, cười cái chụp hình đây. À, nhìn ba nè. Ok. Nhìn ba không có nhắm mắt, nhìn nè. The sound is so great. Nhìn nghiêng quanh kia, nhìn nghiêng quá mày. Ok, rồi được rồi. Face. Ừ. Rồi được rồi. Rồi ba ra làm sao? Định đi ra làm sao? Nhưng mà nhìn lại thấy cái bụi này, mình phải quay. Đây là mình trồng trong cái chai, hồi đó mình khoan lỗ mình trồng. Thì trong cái chai lúc nào nó cũng không được tốt như ngoài, nó sẽ héo héo vậy, nhưng mà nó có cái shape rất là đẹp. Cây này thì nó nở bông, cái nhánh này coi như là cái nhánh này sẽ hư. Nhánh nó coi như là chết rồi, mốt mình cắt ngang, nở bông xong là nó xong rồi. Nó còn như là cái bụi này, bông nó cũng đẹp quá. Dạng khè rất là đẹp. Thì ở đây mình cũng có một cái vấn đề đây nữa. Nếu mà ai có coi có nhớ cái sen này bự lắm. Giống như khổng lồ vậy. Cái bàn tay mình chút xíu dưới nè, chưa bằng cái lá của nó. Thọt vô không đó, không xí nhì đâu. Thì nó rất bự, thì nó cũng đang chuẩn bị giống mình kia, nó nở bông. Mà cây này sau khi nó nở bông rồi là nó cũng sẽ chết. Nếu mà mình hồi đó đó là mình ít cây này mình giống, thì mình phải cắt ngang để mình giữ lại, để cho mốt nó ra mấy cái con với mấy cái lá này. Còn bây giờ mà mình có rồi thì những cái chậu giống nãy mới quay trên là cũng là nó là một thứ. Cái chậu nhỏ nãy ở trên đó, cái chậu chai thì mình cũng không cần thiết giữ nó. Thì mình cho nó nở bông cho thật đẹp để mình quay một trận. Mình chờ nó nở bông mình sẽ quay lại. Nó bự lắm. Để chụp một tấm giữ lại. Nhưng mà chụp về là không có nhìn thấy được cái độ bự của nó ha. Sao biết ta. Đây nè. Ôi giời ơi. Nó rất là bự luôn. Thôi mình đi làm sao. Gì đâu biết. Này là mai tứ quý nè, đang bị nở sái mùa nè. Tại vì kỳ đó Tết mà không thèm nhặt lá nữa. Bên này là cây lá phong. Bên này là cái cây này mình có trồng lâu năm lắm. Bông nó là giống như hình trái tim vậy. Mà năm nay hơi tại, hồi đó là nở nhiều lắm, đẹp lắm. Dạo này bà mê sen đá, bà bỏ bê nó. Cái này là lá phong bự. Cái lá cái này nè, nó hình bự ha. Còn bên này là cái lá phong hình nhuyễn. Hình nhuyễn. Những cái này là do nè, lúc mà trời nắng nóng quá không chịu tưới nó bị cháy. Không sao, nó ra lại khác. Đây là cái xương đồng ở đằng sau. Bữa nở bông nhiều lắm, nay còn được có vài cái. Nhưng mà cũng đẹp. Đây là cái vàng mà cây dùng của mình có nhiều. Mấy cây này mình trồng lâu năm rồi. Đây là một cái bình thường ha. Trong cái nhánh mà chung của đột biến. Đây đột biến nè. Đột biến nè.
tại mình thấy vậy thôi. Cái chậu, nói chung là chậu này hơi, cũng hơi lớn. Đó. Là mình có cái loạt loạt đó luôn, đây nữa nè, nhưng mà này nhánh nhỏ, thân nhỏ thôi, không có lớn bạn. Rồi cái kế bên này, nào đó mình có quay, nhưng cái này xếp đẹp lắm, trời coi này, từng cm luôn, thân nó ra rất là đẹp. Thấy không, đồng thanh đồng thủ, nhìn thấy giống như cái hình nó ra kiểu đẹp lắm. Bên này nữa, bên này thì mình có cái bảng xéo, đột biến. Đây em nó cũng đột biến nữa nè. Bên này đột biến mình trồng ra nó chỉ tùm lum luôn. Nói chung là trồng kiểu này không đụng hàng luôn. Nhìn giống như cái cây ha. Đây một dạng khác nữa đột biến. Nhà đây nhìn nó cũng đẹp ha. Đây nữa, cái thân nó bự lắm á. Và bên này cũng một cái dạng đột biến này. Bên góc này, này hơi xấu. Nói chung ở đây là đột biến, đa số đột biến không. Đây cúc đột biến, có thân, thân trong bự lắm, chắc nắng không thấy được, thân trong bự lắm. Đây cũng là đột biến, em này trên này cũng đột biến. Đây cũng đột biến. Đây nữa. Bên đây nữa. Quay cái cây này rất là đẹp. Chậu cây này. Nhưng mà mình ngồi mình che nắng nó mất rồi. Đây. Thấy đẹp không? Trời ơi. Nó đây nè. Thấy màu nó lên màu đẹp không, đột biến. Đây cũng bán đột biến. Chung đây là toàn đa số đột biến, bởi dồn vô để góc này bên kia nữa. Đây nữa. Đây. Đây một mâm xương rồng, đây sắp đỏ bông nè, màu vàng ra bông nè, màu trắng ra bông nè.